Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Vẫn điều hành tốt tập đoàn, ít ai biết rằng những đại gia nổi tiếng và tài giỏi sở hữu khối tài sản khủng này sùng bái đạo Phật. Đại gia Lê Phước Vũ. Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn Hoa Sen. Năm 2001, với số vốn tích góp trong suốt 7 năm lăn lộn, ông thành lập công ty cổ phần Tôn Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỷ đồng và 22 nhân viên, sản xuất các sản phẩm tấm lợp kim loại, tôn mạ màu, tôn mạ kẽm và các loại vật liệu xây dựng khác. Với phương châm làm ăn mua tận gốc, bán tận ngọn, ông Vũ đã cất công xây dựng một hệ thống phân phối để bán trực tiếp tới người dùng. Điều được thị trường ghi nhận như một độc chiêu đúng đắn giúp công ty non trẻ của ông đứng vững và cạnh tranh sòng phẳng với nhiều tiền bối trong lĩnh vực này. Ông Lê Phước Vũ không những là một doanh nhân tài ba, mà còn là một Phật tử thấm nhuần triết lý nhà Phật. Vị đại gia đã giác ngộ, đưa triết lý nhà Phật vào cuộc sống với suy nghĩ sống và làm việc không phải cho mình mà là cho tất cả mọi người. Ông Lê Phước Vũ, theo chia sẻ của ông Vũ trên tạp chí Văn hóa Phật giáo, gia đình ông có truyền thống theo đạo Phật. Bà nội của ông Vũ là người xuất gia từ năm 1972 theo phái Khất Sĩ, sau đó ba ông cũng theo đạo Phật. Từ nhỏ ông đã sống theo tín ngưỡng gia đình, lúc đó đạo Phật đối với ông Vũ mang tính tín ngưỡng nhiều hơn là sự tỏ ngộ tâm linh và một sự thấu hiểu, quán triệt tinh thần về tâm linh. Năm 30 tuổi, ông Vũ quay lại với đạo Phật, bắt đầu đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi tự vấn như gốc rễ của thế giới đó là gì, sự tương tác giữa con người và tâm linh là gì, và nó tương tác qua cái gì, sau tất cả, bản chất của thế giới tâm linh đó là gì. Năm 2018, ông Vũ quyết định lên núi sống thanh tịnh. Theo chia sẻ, một tháng ông chỉ ghé tập đoàn 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Đồng thời, ông Vũ còn miêu tả núi nơi mình sống như cảnh thần tiên, có suối để tắm rất đẹp. Tháng 1 năm 2020, vị đại gia bất ngờ xuống núi điều hành đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2019-2020 của tập đoàn. Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Kim Thúy. Doanh nhân Nguyễn Thị Kim Thúy GD công ty trách nhiệm hữu hạn Đỉnh Vàng, doanh nghiệp lớn ở Hải Phòng với 18.000 công nhân. Năm 1994, bà Thúy thành lập xí nghiệp tư nhân Đỉnh Vàng, đến tháng 2 năm 1995 chuyển mô hình sản xuất sang công ty trách nhiệm hữu hạn với số vốn phát định 60,1 tỷ đồng, gồm 3 xí nghiệp thành viên chuyên sản xuất giày. Nữ doanh nhân có 5 năm theo phía Thiền Tông, được Hòa Thượng Thích Thanh Từ đặt cho pháp danh Từ Tâm. Bà Thúy từng tâm sự, cuộc sống của mình dường như nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Nhờ đó công việc cũng suôn sẻ hơn, bao nhiêu nỗi truân chuyên cuộc đời dường như được hóa giải bởi triết lý sống của đạo Phật. Nếu như trước đây thường bị hành hạ bởi những cơn đau đầu, trầm uất trong kinh doanh, có lúc uất hận mà thành ra tâm bệnh, thì giờ đây tôi có thể kiềm chế cảm xúc, bình tâm đối phó, lấy nhu thắng cương. Kẻ gieo tai ương hà khắc sẽ gặp bão. Đó là luật nhân quả của đạo Phật, nữ doanh nhân chia sẻ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, nhà sáng lập, chủ tịch Thái Hà Book, từng có nhiều năm học tiến sĩ ở Liên Xô, rồi về làm ở FPT. Ông vốn là Phật tử có pháp danh Thiện Đức, bởi vậy Thái Hà Book được biết đến là nhà xuất bản có mảng riêng chuyên về sách Phật giáo. Ông nghiên cứu về Phật giáo từ khi còn là sinh viên và bắt đầu tu tập ở độ tuổi 30. Ngày xưa, tôi có nhiều bệnh tật lắm, thậm chí vài lần chết hụt rồi. Năm 2000 ở Sydney, Úc, bác sĩ đã khám kết luận tôi bị tiểu đường, mỡ máu, men gan và chỉ định bắt buộc phải uống thuốc. Nhưng thực tế, nhờ thiền mà bao năm nay chẳng thuốc men gì, tôi vẫn khỏe re. Thêm nữa, thiền cho ra rất nhiều ý tưởng. Ngày xưa, cứ tọa thiền là tôi mang theo sổ và bút, ngồi thiền, ý tưởng mới và lạ cứ thế tuôn ra, ghi lại và triển khai. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao Bill Gates, Steve Jobs lại sang Ấn Độ học thiền, tại sao tập đoàn Google tại có phong trào thiền cho cả tập đoàn. Ông Hùng chia sẻ về cơ duyên đến với thiền định. Vị đại gia từng tâm sự sáng nào ông cũng ngồi thiền và tụng kinh niệm Phật. Đó cũng là cách thư giãn, giải trí của ông mỗi khi căng thẳng hay gặp khó khăn trong công việc. Còn hơi thở là tôi vẫn đọc sách, vẫn thiền, mãi là Phật tử, ông khẳng định. Đại gia ăn chay Nguyễn Văn Trường. Doanh nhân Nguyễn Văn Trường, sinh năm 1964, là chủ của nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó nổi tiếng nhất là doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.
Cũng chính vì doanh nghiệp này mà ông còn được gọi với cái tên Đại gia Xuân Trường. Ông Nguyễn Văn Trường được coi là một đại gia ẩn mình, là người sùng đạo Phật, có cuộc sống bình dị ăn chay Trường từ nhiều năm nay. Ông ít khi xuất hiện trên báo chí và thường từ chối chụp ảnh với cả những người bạn làm báo thân thiết nhất, bởi theo ông, những việc mình làm không có gì tu tát. Ông nổi tiếng với câu nói, đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời. Và cái để lại đó, nếu nó thực sự đáng quý, thì cũng chẳng cần khoa trương, nó vẫn quý. Với triết lý đó, trong hơn chục năm qua, công ty của ông đã liên tục xây các công trình to lớn, để đời, như là một cách để lưu lại thành quả của mình như Tam Trúc Ba Sao, Bái Đính Tràng An. Bốn đại gia Việt có tuổi thơ cơ cực ít ai biết, người thứ là cái tên nổi tiếng trước khi sở hữu khối tài sản khủng. Những đại gia này từng có một tuổi thơ cơ cực khi sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khó. Nguồn, Thời Đại Plus theo KT, tổng hợp. Ha ha ha, 问什么的说呵。